Giấu gì? Đâu à? Giấu sắc. Giá là sắc gỡ. Và Huyền đúng không ạ? Huyền. Huyền gỡ. Gỡ hỏi gỡ. Gỡ ngã gỡ. Gỡ đăng gỡ. Tiếp phẩm. Gỡ y. Nào, chữ gì? Gỡ u. Rồi. Gỡ u ngã gũ. Dấu gì con nhìn lại? Dấu sắc. Gỡ u sắc gũ. Gỡ u huyền gũ. Gỡ u hỏa gũ. Gỡ u ngã gũ. Gỡ u nặng gũ. Gỡ gơ. Nào chữ gì? Chữ gì con? Đang nghĩ. Con phải nhìn vào chữ con nhớ được chứ. Sa. Sai. Ư. Đúng rồi, nhưng mà nó là chữ gì, đọc thành là chữ gì? Gà ư gư. Rồi. Gà dấu. Dấu sắc. Gà ư sắc ngữ. Gà ư gư. Nào, sai dấu rồi, sai dấu rồi. Con không biết. Dấu huyền. Gà ư gư huyền gư. Gà ư gư hải gư. Gà ư gư ngã gư. Gà ư gư đăng gư. Gà gà gì nhỉ? Hết rồi, nào đánh vần bên này. Ô. Ô ơ. Ô hỏi. Ô. Ô hỏi. Vậy thôi. Ô hỏi gì? Ô hỏi ở. Đúng rồi, tiếp. G đúng không ạ? Đúng rồi. G E. Sai rồi. G A K dấu. Chữ huyền. G A K huyền ga. Nào đọc hai từ. Mẹ bỏ chân. Con đọc hai từ. Đâu mà? Đây, hai chữ này ghép với nhau con đọc thành, con đọc từ. Không biết ạ. Ô hỏi gì? Ô hỏi ổ. Rồi. Ổ ga. Đúng rồi, tiếp nào. Gà ô gô. Dấu. Ngã gỡ ô. Rồi. Gà ư u. Gu nặng gu. Rồi, đọc hai từ ghép vào nhau. Đọc từ. Gỗ gu. Đúng rồi. Gỗ gu là gỗ gì nhỉ? Đúng rồi, nhớ được từ rồi là tiếp nào. Còn một từ nữa con. Nhưng thích đọc bên này. Rồi, con đọc bên này thôi. G A K ngã gã. Sai dấu. Dấu gì? Dấu gì? Tay nào? Đưa hai ngón tay lên để nhớ dấu nào. Nguyên. Bỏ chân, bỏ chân, bỏ chân, bỏ chân. Nguyên. Nguyên. Đúng rồi. Đánh vần luôn. G A K huyền gà. Rồi. G ơ. G gì? G u đúng không mẹ? Nhìn lại chữ xem con. G ô gô. Đúng rồi. Gà gỗ. Gà gô. Gà gô. Rồi, ok. Gà gô là gà gì? Gà gô, con gà to. Người ta gọi là con gà gô.